Cung đạt ô gì? Tử vi tân sửu. Trời. Mèo, 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 mèo. Mèo, 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 mèo. Dễ thương, dễ thương. Dạ con chào thầy. Chào em. Mời em ngồi. Dạ con cảm ơn thầy. Mà thầy cái gì mà thầy không biết. Em cứ gọi anh là anh. Nhìn anh trẻ thế này cơ mà. Dạ vâng ạ. Em được bà tụi bạn giới thiệu rằng là anh xem tử vi giỏi lắm luôn á. Vậy hôm nay anh có thể nào xem giúp em tử vi năm Tân Sửu được không anh? Thì anh là thầy bói mà, tất nhiên là phải biết xem tử vi rồi. Thế em tuổi con gì? Dạ em tuổi con Mão. Trời 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 trời. Nhưng mà có điều này anh phải nói với em. Điều anh luôn giữ kín trong tim. Anh nói đi. Giữ kín trong tim mình ấy. Tuổi con mèo năm nay không được tốt, nhưng mà hãy giữ tinh thần lạc quan lên, suy nghĩ tích cực lên, ắt những điều tốt sẽ đến với em. Dĩ hòa vi quý, suy nghĩ cẩn trọng kỹ càng sẽ giúp em phần nào giảm bớt khó khăn. Trời ơi, vậy còn cách nào để hóa giải nữa không thầy? Cách cả để xem. À, chơi chó. Chơi chó? Chơi chó là sao hả thầy? Ý là chơi với những người tuổi Tuất và người tuổi Thân. Bởi vì hai người này sẽ là quý nhân phù trợ của em, sẽ hóa giải hết những cái khó khăn của em trong năm nay. Nên nhớ nha. Dạ rồi, em nhớ rồi thầy. Còn chuyện cuối cùng nữa, quan trọng nhất. Chuyện gì vậy thầy? Em xòe tay ra đi. Tay thầy không có gì nha, đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Em mở nó ra đi. Cái gì mà I love you chung? À, nhầm mặt rồi. Lật lại. Nhẫn. Ý là em được tặng nhẫn đó hả thầy? Nhẫn ở đây ấy nghĩa là nhẫn nại và kiên nhẫn cô ạ. Trong năm nay ấy, em phải luôn giữ một cái đầu thật là lạnh, phải kiên nhẫn, bởi vì những khó khăn của em đều tới từ những lúc mà em thiếu kiên nhẫn thôi. Nhân đây thì ta cũng có vài câu thơ coi như là lì xì em nhân đầu năm mới. Chúc cho tuổi Mẹo năm nay quý nhân phù trợ, vận may vào nhà. Dạ con cảm ơn thầy. Các bạn ơi, hãy theo dõi series 12 tập Cung đạt OG tử vi Tân Sửu để cùng theo dõi thêm vận mệnh của mình trong năm tới nhá. Ngoài ra ấy, còn có rất nhiều điều thú vị ở trên fanpage và app Bí Mật Chòm Sao. Và đừng quên hãy bấm follow fanpage của Đạt OG để cùng đồng hành với mình trong những sản phẩm sắp tới nhá. Còn bây giờ ấy, thì thầy đi coi bói đây.